Tết rồi sao uống không biết sai là gì vậy? Mấy cái ly này ta làm có bánh xe sao thấy ly nó chạy yeah. À đó vậy đi để yeah. Dưới nó có bánh xe nó chạy khó rớt không rồi cho cái chóc nóng luôn. Tôi nói anh nghe là hôm nay là không say là không có gì đó nghe. Rồi. Thì mình là chiến hữu nhau mà. Mà đã gọi là bạn nhậu chiến hữu tri kỷ thì là giống như là quần như áo vậy đó. Vậy tôi thà bỏ nhà bỏ cửa bỏ quên vợ con. À. Còn bạn nhậu là never. Bạn nhậu là chính mà đúng không? Thôi. Ừ, vô cái nữa đi. Tôi nói không nghe nè, thì tại không phải tri kỷ thôi. Ừ. Mà đã là tri kỷ rồi hả thì là cái gì cũng của nhau hết. Nếu ông xỉn quá cần câu ông cứ ngủ tại nhà tôi. Không phải vậy đâu. Sao vậy? Thì nhà tôi cũng như nhà anh thôi. Con thôi vô phòng ngủ trên giường. Không cần phải vậy. Ê, anh nói vậy là tôi buồn. Tôi với anh là chiến hữu mà anh không có chấp nhận nhà này là nhà của anh. Không ngủ đây là tôi buồn anh. Anh nói lý do tại sao đi không thôi là tôi phạt anh là 5 lít luôn. Dạ tại gì? Cái nhà này là cái nhà của tiểu đệ. Được. Yeah. Mà nãy giờ mở khi thế là... Nãy giờ mình ngồi nhậu nhau mấy tiếng rồi mà thiệt á, mấy bà vợ có bây giờ để ý tới là mình đi đâu và làm gì, xỉn có chết, rớt bờ, rớt bụi, xong gì không? Nghĩ tới là tức rồi. Yeah. Sáng hôm nay anh coi tôi à. Tôi trừng trị bà vợ của tôi đây nghe chưa à. Vợ ơi vợ dạ. Lên đây chậm biểu nha à. Ông lộn nhà tôi chấp nhận được à. Lộn xe lộn cộ chấp nhận được, lộn vợ là cái bình rượu này vô đầu ông liền ông tên ông hả nó vậy à. Rồi. Bây giờ sao ông thì lộn là sửa lại cho ông muốn cái gì bây giờ sao tôi muốn từ nay nè giờ tết nhất mà làm cái gì vợ mà sửa lại hả ông bỏ vợ tôi ra chưa tôi ông vợ tôi là cái quyền của tôi chứ mất mới vậy ông mà ông biểu bỏ lộn rồi nhìn đi trời đất ơi tôi chứ bả vợ ông đâu tôi làm ông ghen rồi kìa thôi thôi chỉ đâu vậy người ta đứng ở đây nè tôi đứng đầu xong mà chỉ đâu cuối xong vậy Chào. Mày muốn gì? Hôm nay tao không nhịn nữa. Mày ngon đi. Mày ngon mày bước tới đây. Mày bước đi. Tao chạy lên đây là mày làm gì tao? Tao lên đi cao không mày. Mày lên hả? Trời đất ơi. Ăn nhậu say xỉn vô. Mấy ngày Tết tao để thời gian tao chúc Tết bà con dòng họ đi. Tức chưa? Mấy ngày Tết rồi vui. Chồng ơi. Chồng gì? Hả? Ai vậy? Trời, chị thấy chồng em đâu không trời? Nè, mắt bị bồ lệch anh hả? Vợ ông về kìa. Hai ổng quýnh nhau cũng lòi ruột đây nè. Quýnh, bây giờ mới quýnh. Nhéo 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 còn điệu nữa hả? Chồng già quá mà chồng, có vợ đẹp á, tao nói là phải ở nhà ôm vợ giữ vợ. Qua đây ăn nhậu làm gì có đánh lộn làm chi? Bà, mấy ngày Tết bà vô duyên quá, bà qua bà lo chồng bà kìa. Để tôi dẫn vợ tôi về, đi bà về. Không chơi nữa. Có cái gì vậy? Có gì vậy? Quýnh lộn luôn á. Bà qua bà dẫn chồng bà đi về nhà đi. Ủa cái đi. Gì vậy? Ông làm cái gì vậy? Em đừng coi, để anh quýnh nó chứ. Quýnh nhau, quýnh tao quýnh. Mày quýnh tao đây. Trời đất ơi mẹ làm ơn nhìn đi. Cái mặt tôi vậy là vợ ông hả? Đây nè bà qua làm giùm ơn đi. Mặt mùi thanh chi cho lộn vợ luôn hả? Trời ơi vợ nè, tỉnh lại đi em nè. Làm ơn dẫn chồng bà về giùm tôi đi. Mấy ngày Tết người ta nhậu cho vui. Vui đâu không thấy, thấy mất vui rồi ha. Vô. Rượu ngon quá trời ơi. Mùi sướng quá à, tỷ ơi uống đã gì đâu á. Mùi cứ uống rượu là để tỷ lo ăn cái dạ. Màu cho có trong cái sừng dạ. Uống bất chấp uống dạ. Là quên đường về dạ. Tránh ra cho chị em người ta nhậu vô mũi vô mũi đây 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 đó đó trời đất ơi một bà nhậu tôi không chịu nữa mà rước thêm bà đây về nhậu tỷ mũi gì kiếm hiệp trong này nữa đây mời tỷ trời ơi. Ủa, mình với ai à? Ông Tài phải không? Quang. Ai vô đây, tay vô đây, vô đây. Quang ơi, đi uống cà phê, Quang ơi. Cà phê cái gì vô nhận hàng nè. Trời ơi. Ủa. Nhìn không ra luôn hả? Ca ca. Ca ca uống với mụi một chung nhé. Đừng có nói là vợ tôi nha. Cái ai nữa? Mời khách đi mụi. Uống đi ca ca. Trời ơi. Đừng có thiệt á. Bà.
Hôm nay sao vậy? Cái gì mà xỉn sai rồi kia rồi lầy dữ vậy rồi? Lầy cái gì mà lầy, chưa lầy đâu. Cho một miếng music đi là mở music là quẩy ra. Trời ơi. Trời ơi. Trời luôn. Trời đi trời. Đi, tắt rồi mà sao bà quậy quá vậy, bà này không có cảm âm luôn nè. Tắt em đang húng mà. Bà ngồi xuống. Cái gì vậy? Bà xích ra kìa. Trời ơi. Ai mà ngồi chế với tôi hả? Bà nhậu quá trời quá đất vậy hả? Đó thì tôi xỉn đó. Tôi quậy cho bánh nhà bánh cửa luôn, ông thấy sao? Hả? À, anh thấy sao? Thấy sao gì nữa? Quậy kêu là nhất hệ mặt trời luôn. Tôi không ngờ bà luôn á. Đó không ngờ cái gì, không ngờ vậy đó. Tụi tôi nào giờ đó là phải chứng kiến bao nhiêu cái trận quậy của mấy ông rồi đó. Đó, tụi tôi có nói tiếng nào đâu. Nhưng mà bà quậy quá trời quá đất là gì, sao chịu nổi? Chịu nổi cái gì? Giỡn thôi. Nghĩ sao tụi tôi hư thân mất nết tới đến độ đó hả? Tụi tôi giả bộ diễn kịch thôi. Cho mấy ông thấy đó, khi mấy ông xỉn mấy ông cũng như tụi tôi vậy đó. Dạ đúng rồi đó. Tụi em làm để cho hai anh sáng mắt ra để biết lúc hai anh xỉn là gấp em tụi em mấy lần luôn á. Là hai bà làm cái trận này cho hai tụi tôi thấy là cái thấy hơn tật xấu của hai tôi để làm không? Đó bây giờ thấy rồi đó, có thấy rồi hứa gì? Từ nay sau là hai tôi là bỏ nhậu luôn. Tôi cũng lầy lắm, tôi xin lỗi chị. Đúng rồi. Tôi sẵn anh cũng xin lỗi em. Hứa luôn đi. Bỏ nhậu luôn, hứa bỏ nhậu. Bỏ nhậu, danh dự luôn. Bữa nay hai anh em mình nhậu một lần cuối rồi bỏ luôn. À, cái gì vậy? Nữa hả? Tôi giỡn chơi chứ. Hai cặp vợ chồng ăn cơm vui vẻ rồi gì vậy? Vậy thì được. Cái gì vậy hả? Bực mình hả? Sao đứng ngoài cổng hả? 80 tiếng mới ra mở cửa biết nóng lắm không? Âm giờ biết không? Giỡn cái gì lý vậy đó?